Ngay sau Tết Nguyên đán, sáng nay tàu du lịch quốc tế đã cập cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế với hơn 2.800 hành khách và gần 1.200 thành viên thủy thủ tàu. Phóng viên Vân Giang có mặt đưa tin từ hiện trường. Thưa quý vị, chuyến tàu du lịch Celebrity Solstice là chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế sau Tết Nguyên đán. Và tại Việt Nam thì chuyến tàu du lịch quốc tế này cập cảng Nha Trang, Thừa Thiên Huế và Hạ Long. Trong một ngày dừng chân tại cảng thì hành khách trên tàu sẽ đi thăm các điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung như các di tích lịch sử ở tỉnh Thừa Thiên Huế, tham quan phố cổ Hội An, Quảng Nam và một số điểm du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Hiện nay thì các hãng tàu du lịch biển quốc tế đã bắt đầu phục hồi trở lại. Trong năm 2024 đã có 40 chuyến tàu đăng ký sẽ cập cảng Chân Mây với hơn 73.000 lượt khách và hơn 31.000 thuyền viên. Riêng trong tháng 2 này, liên tục 11 chuyến tàu du lịch quốc tế sẽ cập cảng Chân Mây. Việc các tàu du lịch quốc tế cập cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ kết nối những du khách quốc tế đến với các điểm du lịch nổi tiếng, từ đó tạo điều kiện để phát triển kinh tế du lịch tại các tỉnh ở miền Trung.